Hello, chào cả nhà. Rồi, cái cọng nhân hạt cà chua vẫn còn, vẫn treo lủng lẳng cả nhà, vẫn chưa có hết nữa. Nhưng mà không sao, mình cứ hái từ từ, nó cũng sẽ hết thôi. Lủng lẳng thấy đã gì đâu luôn cả nhà ha. Cưng quá là cưng cà chua, không là cà chua nữa. Ồ, lát nữa nhân hạt sẽ làm một tấm thumbnail ở chỗ này nha, chỗ cọng nhân hạt nha. Rồi cà chùm cà chua mê quá. Rồi bây giờ mình rủ cả nhà đi vô vườn. Có gì mình thu đó nha cả nhà ơi. Vườn nhưng mà thì bây giờ mình đang gieo cải đồ lại chứ cũng chưa có gì, mấy cái kia mình thu hết trơn rồi. Giờ mình vô đây rồi, mình hái một ít lá này nè cả nhà ơi. Lá này là lá gì ta? Ô, lá mè đó. Hái một ít lá mè tặng cho cái chị Hàn Quốc. Hay mình lên mạng mình xem là lá mè ngâm tương như nào, mình thử làm một cái lá mè ngâm tương xem. Mình thèm cái đó, bữa giờ mà chưa có làm, toàn đi tặng chị không mà mình chưa làm. Đây, cái này hay, cái này vô mình tự mình làm thử ra. Cái này cuốn cơm ngon nó ngon. Đợt đó chị làm xong rồi mình bị ghiền. Vô cái cô Hàn Quốc xem coi họ lá mè ngâm tương ngon rồi nha. Bữa hôm đầu mùa cái lá nó bự hơn ha. Giờ tới cuối, tại vì mùa lạnh tới rồi, tranh thủ thu hoạch được gì mình thu hoạch thôi. Nó còn được cái gì nữa thì mình thu, còn không thì nghỉ. Cứ còn phát triển là cứ còn trồng. Khi mà tới nó rơi tuyết rồi, cái nó đông đá rồi đó thì thôi. Như đó lá mè. Úi chà, mê quá là mê. Hái trái này vô đang nấu canh cả nhà xem nè. Úi chà, mê chưa? Đó, wow, trái bí đao siêu to nè nó. Đi. Ôi, siêu to khổng lồ nhà ơi. Yeah. Trời. Rồi su su này. Không được, mấy em su su đi, hái mấy em su su vô xào trứng ăn. Đó. Su su mùa này, mùa lạnh lạnh là có su su. Trong đây mình hái được hai trái, đi ra ngoài kia xem nó xè mà không có phấn ta. Uống đầu à? Ô, đây 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 đây, đĩa ra thấy liền này. À ha, rồi su su. Ô, bốn em mình đó cả nhà. Thôi trong kia có hai trái nữa kìa. Úi ui, cha đi vô bón phân cho chị su su này, chị lớn mới được. Mua chuẩn bị nè, chuẩn bị có nè, mướp à, mướp này. Đây nè cả nhà xem nè, đó ha, đó trái bí đao á. Năm nay Nhung Hà cũng có bí đao quá trời đó cô ha. Ồ, rồi cái trái này y như trái sườn, trái gì á, cái trái gì mà trái lê á nha, giống ghê không. Ôi vì nhà ơi, cái trái su su nó bự bự là bự luôn nè. Đó, wow, đã ghê chưa. Đó, Nhung Hà được 5 trái rồi nè. Bên đây hai trái chưa bự lắm. Đợi tí bự nữa mình hái nha. Khoảng chừng 3 ngày nữa là sẽ có su su hái nha. Đây, bữa hôm mình thấy nhiều trái chỗ này lắm. Ủa, đây chưa, con em nè. Em đây nữa nè. Mà em này là bự nhất nè. Đó. Ôi trời ơi, mê quá mê luôn. Ôi ôi, đây nữa cả nhà. Ôi ôi, quá trời su su luôn. Đây, cho bự chút nữa ha. 2 2 4
sáu bảy, bảy em su su này cả nhà ơi đó. Ôi trời ơi, cưng quá cưng luôn. Su su đây cả nhà ơi, hôm nay Nhung Hà thu hoạch được 8 trái su su. Đây mình đi tìm dưa leo, không biết có dưa leo không, nhưng mà cứ thấy trái nào thì lụm ra đó rồi đi qua vườn mới, không biết có gì mình thu luôn. Hai trái này. Lầm ha. Rồi, được mấy em dưa leo. Ôi trời, cá này quá trời này. Trái quá trời này. Này cả tím cả đen gì ta lạ. Ở đây trái này. Ow. Ôi, gai không là gai. Này trái nè cả nhà. Ô, cây cà này hôm nay nhiều trái nha. Hái cho mấy chị ra nữa nè. Tật rồi. Ngon ngon ha. Cà. Ăn non nó ngon lắm mà nhỏ vô vô mình vô mình xào. Ức chuông này. Ức chuông là ức chuông sô cô la cả nhà. Đó. Cái này là ớt chuông đỏ nè. Thôi mình để cho nó đỏ chút xíu đi. Rồi. Ồ, thấy đỏ rồi nè. Đỏ chưa? Ồ, em dưa gan của Nhung Hà đã chín. Vô cái rổ luôn nha. Úi chà. Ok, thank you em nha. Cà trắng chưa có trái nào. Không phải không có trái nào mà nó chưa có bự. Đây có em dưa gan sắp lớn nữa nè. Rồi gái đây hái ức chuông sô-cô-la luôn. Trái quá trời luôn á. Mẹ. Bác là đổ ga cho nhà mình á. Nhà mình với bác hàng xóm rồi. Trời ơi, mình bữa giờ mình hái cái này đã tay luôn á. Mà mình hái tầng chín chín không á. Năm sau mình sẽ trồng cái này nữa. Trái hái mềm quá. Đó, bác dừng lại đổ gai cho nhà mình á.
Ga bên đây á, cả nhà không có cần keo đâu. Người ta tự động người ta đi đổ cho mình cả nhà, xong rồi người ta đưa bill cho mình luôn. Khỏe. Người ta canh canh đi hái cà chua chùm nè cả nhà ơi. Cái cà chua này nó vui. Cà chùm đẹp gì đâu luôn á. Đẹp quá, đẹp luôn. Mấy giống con thỏ. Úi trời, y như con thỏ trời. Cả nhà xem này, cưng quá hả? Cái chua này nó hình thù thiệt là lạ. Đủ các hình thù. Đây là cà chua đen. Trái này chín nè. Đen đẹp quá. Sô cô la ớt chuông cả nhà. Ba cây cà chua đen mà hái. Bữa giờ đá tay chip chung à. Trái tim à. Đủ các loại ớt các nhà ơi. Chín đỏ trừng. Hai ớt chuồng bỏ qua rượu bên đây. Trời. Trời nhưng mà ho. Ôi giời, tắt máy hòn cái cho nó đã. Lần nào vậy đang nắng hay lạnh cái là mình bị kiểu ho khan á nha, ngứa cổ á. Chắc vô ngậm nước muối. Cái trái ớt bên đây. Úi trời nó đã cả nhà ơi. Úi trời là mê. Chín nè. Đẹp quá. Ồ, cái trái giữa nó chín coi nè. Chua này nó bự nó chín được cả nhà ơi, nó nức rồi. Vô cái rổ này luôn. Vườn mới của Nhung Hà. Trời cha, giờ nó mới phát triển trái bự ghê chưa nè. Úi cha. Này nè. Này vô leo chanh. Trái quá trời luôn. Mè quá. Úi trời. Nằm chưa thấy luôn. Ôi ôi. Quá mè chua. Qua chị bên đây có trái nào nữa không? Có em nữa. Này nè. Úi trời, trái dưa leo đã chưa. Đây trái nữa. Cũng tặng được mấy chị. Rồi đây. Ý, dưa lê Việt Nam mình cả nhà. Trời nó ngọt dữ lắm. Một em dưa leo đây hái luôn.
hai em nãy bị đè. Ui cha, cả nhà xem này, nó nuôi cái trái này, ôi cha, quá trời bự luôn, siêu to luôn, đó. Bên đây mình chỉ qua tới nước chứ mình ít khi thu hoạch á, nên trái nào trái nấy nó bự ghê. Rồi đi qua mấy em bầu tí hon nè, siêu dễ thương này, đó. Trái cưng, cưng xỉu rồi nha. Bầu tí hon rồi nha. Đây ha em này, đó. Dễ thương quá. Này nè. Nó gái đâu. Úi dồi ôi, cả dề luôn. Đã ghê này. Không có chút ẻn à, cưng gì đâu. Bầu tí hon cả nhà. Đây nữa nè. Úi dồi ôi, đây quá trời luôn này. Bao la luôn này. Hồi hết rồi ha. Ở đây có mấy em bí đao nữa cả nhà ơi. Chuẩn bị có bí đao mấy anh đây hái nha. Nè đậu vua nè. Quá trời đậu vua, cái trái nó dài nha. Nó đậu đũa. Đậu đũa già luôn rồi nè. Đây rồi nha. Mê quá. Đây nữa. Nồi đầy rổ rồi nha ơi. Đậu đũa này. Như lúc nó đậu đũa nó bỏ trong đây. Ôi trời ơi, cả chùm đậu vua này. Đậu vua là sai trái ghê. Giả trái bầu này. Đây cho em bầu kia nó dài ra. Với lại hai trái bên kia đã qua hái này. Bầu thiên nga với bầu tròn này. Ôi trời ơi, cái bầu thiên nga. Đó, đó, một em đó. Trời ơi, bầu thiên nga đẹp chưa. Ôi trời. Ồ, con thiên nga này cũ nó dài đẹp kia không. Đây em nữa nè. Đó, wow. Bầu nó nặng. Ôi trời. Ồ, nó hơi già rồi. Giang bầu. Cái này bự chút nữa. Để em này bự chút nữa. Rồi chuyến sau thu hoạch ba em này đi. Rồi. Chuyến này như đây mình đủ xào rồi. Trời ơi, để vô đây mình thu hoạch mấy cái em bí lạ này. Trời ơi, đẹp quá là đẹp. Bí sừng rồng. Này nè. Này. Cái trái đẹp chưa? À, y như cái cục xương vậy á, đẹp phải không? Ừ, bí lạ. Một em ha. Đây, đây em đó nè. Đó. Ồ, cưng hết sức vậy á, y như cái con chim vậy á, đẹp ơi đẹp luôn nè. Úi trời. Đây. Đây con chim đó nè. Ôi ôi, đẹp hết sức luôn. Này cả nhà. Đẹp phải không? Bí gì đẹp dữ ha. Đây con đó nè. Ồ con kia màu xanh đậm, con này màu gì ha? Màu xanh nhạt cả nhà. Đây, màu xanh nhạt, màu xanh da trời. Úi trời, đẹp ối là đẹp luôn á. Ồ đây có con nữa nè. Con này cũng khác lạ nữa.
Ồ, cái con này là giống cái con nãy mình mới hái màu xanh ra trời á. Nó già hơn chút là giống vậy nè. Đó ha, mình nghĩ vậy đó. Ồ, đẹp ghê không? Wow. Cái con đó nè. Hái non vô xào ăn, ăn thử cho ngon không? Già thì để chân thôi chứ không ăn được. Con này mình nó non vô mình xào ăn. Ồ, đẹp quá. Một em này nữa nó. Ủa cái con này lạ chưa? Ôi trời, nhiều cái ngộ ghê là ngộ vậy. Đây con nữa nè. Ôi trời, năm nay Nhung Hà trồng được cái bí đẹp quá. Thấy khoái tự khen luôn rồi nha. Ủa cái này là lạ, độc lạ thì chứ. Bữa hôm mà mình cho em Trang cuộc sống Mỹ á, một mớ y vậy này. Ủa, đẹp ghê không? Đó, em cũng trồng ra đẹp lắm. Hay, cái này chích đau ghê. Đây con cái con cục xương này. Ủa, công nhận cái bí này nó đau thiệt chứ. Gai không là gai. Cái này vô xào ngon này. Hết chưa ta? Ồ, được mới vậy thôi nhà ơi. Đây cả nhà. Gom được một mớ bí lạ rồi đây. Wow, quá đã luôn. Mới cũng thu hoạch kha khá rồi nhà ơi. Quá trời luôn nè. Ở đây mình thu hoạch mớ cà chua. Cà chua này là cà chua gì ta? Cà chua kẹo á nha. Ồ, cái cà chua này là chị Vinh Nguyễn Thị của Sống Mỹ tặng Nhung Hà này. Úi trời, ăn nó ngon. Bỏ vô miệng là nó nói chung là nó nổ cái bụp giống như kẹo vậy, giống như kẹo nổ vậy nha. Ôi, mà cái trái nó cứng cáp, trái nó đẹp gì đâu luôn á. Mình thấy là trái nhiều hơn lá, lá con chút xíu mà trái bao la luôn này. Cà chua kẹo rồi nha. Mình hái y vậy xong á, mình vô mình trộn salad rồi mình không có cắt ra, mình để y nguyên như vậy nè. Bữa hôm mình cũng trộn nguyên khay luôn. Mình đi lại chỗ cái nhà mà ăn tiệc của bạn ông xã đó, cái mọi người nói ô cà chua gì dễ thương quá vậy. Mọi người hỏi cà chua gì đẹp ghê luôn không, trộn vô cái khay salad đó nó đẹp, nó đỏ, nó nổi. Thường là cà chua kia thì mình phải, tự nhiên cà chua kia nó hơi bự ha, mình phải cắt nó ra rồi mình trộn ha, còn này mình khỏi cắt luôn, mình để y vậy nè, mình trộn vô. Ú trời, nó đẹp. Mình là mỗi lần mình hái cái này hái ít thôi để dành, mình hái vô mình ăn. Cứ đi ra hái salad đó, chạy ra hái nắm vô trộn salad cho ông xã vậy đó. Cảm ơn chị Viên Nguyễn Thị của Sông Mỹ tặng cho em mấy cây cà chua, gọi là quá tuyệt đỉnh luôn. Hai cây cà chua kẹo tuyệt vời ông mặt trời luôn, đẹp quá. Hai mấy trái để dành, để dành làm salad cho ông xã. Hôm nay mình hái mình tặng. Rồi hái nhiêu đây tặng bạn, để bạn làm salad ăn thử. Ôi rồi ôi xong cái cà chua sốt để lát nè, hái chung với cà chua sốt kia. Wow, dâu tây bến chín nè cả nhà. Ôi ôi trời ơi, mê quá mê. Mình đang hái cà chua, ta nói ứng đứng núi này mà trong núi nọ. Cà chua lê hôm nay là mình hái mình tặng cô giáo của Nam. Cái cô mà lái xe buýt chở Nam đi học á, nên là với lại cái cô mà dạy vật lý cho cô dạy vật lý của Nam á, là cũng bạn của Nhung Hà từ lâu rồi, nhưng mà cô mới học rồi cô mới dạy lại, nói chung là mới đi học rồi để trở thành cô giáo á. Mình thấy bên đây họ hay lắm bạn nhà, giống như là chị 7 đứa con rồi mà chị mới là tham gia học, có nghĩa hồi xưa chị học lớp 12 xong ha, cái chị đẻ 7 đứa con á, thì không có thời gian đi học, có chăm con á. Tới lúc giờ con lớn rồi nha, cái chị dành 2 năm để đi học,
sư phạm à. Xong cái sau 2 năm hay 3 năm gì mình không nhớ, là chỉ vừa học vừa làm mà bây giờ đã là thành cô giáo. Cả nhà ơi, ôi chà, bội thu, hôm nay đúng bội thu luôn cả nhà. Đủ thứ luôn ha, cứ mỗi thứ một ít là quá trời quá đất luôn, đã gì đâu luôn cả nhà ơi. Wow, bội thu cả nhà ơi. Cả nhà ơi, thôi Nhung Hà xin tạm biệt cả nhà tới đây thôi. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Cả nhà ơi, tặng cho Nhung Hà một like, một đăng ký, một chia sẻ ủng hộ Nhung Hà nhé cả nhà. Bye bye.